Lưu ý, video có chứa nội dung rất khắm, khắm hơn video trước rất nhiều, nên không phù hợp cho thanh niên nghiêm túc, trẻ em, phụ nữ có chửa hoặc vừa mới đẻ xong, nghĩa là đang cho con bú ấy. Sau khi hạ độc thầy giáo bằng giấm thần trưởng ở tập trước, thì tới nay thầy Lầy vẫn chưa tỉnh, vì thế Xanh đã phải đi cải tạo nhân cách. Hôm nay là ngày đầu tiên mà Xanh gặp bạn tù. Hy vọng thằng bạn tù không lầy như thằng thầy giáo. Sao phải về đây thế cô em? Dạ em... Đéo nói bố cũng biết là làm điều ác rồi. Biết rồi thì hỏi làm cờ gì. Tội gì mà vào đây thế? Mà biết rồi còn hỏi. Bố không thích mày tự nói. Ôi đờ mờ. Chốt hạ là mày sao lại vào đây? Thầy bị em đánh. Đánh thầy? Đờ mờ thương vô học. Lắm. Tao với mày chơi trò chơi đây. Em đéo thích. Bố đéo hỏi ý kiến mày. Đờ mờ thằng già. Tao nói về trước, mày nói về sau. Bắt đầu, tôi thấy hoa vàng. Trên cỏ xanh. Sai, trên cỏ xanh mới hết một vế. Bố hận. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Ông nghe tiếng rắm dưới mông tôi. Đờ mờ, bảo bố người rắm à. Chơi kiểu cờ thì vậy. Xuân sang cái ngén rộn ràng. Cúc vàng em thải, mời chàng qua sơi. Sơi cờ, ốc đéo thì toàn ta mới cức. Đờ mờ, có luật kẹt đâu mà cầm bố. Có người yêu chưa? Em yêu con Hồng. Đờ mờ, bố đéo hỏi tên. Đậu đéo có xanh. Có người yêu chưa? Có rồi ạ. Học đéo học, chim bằng quả ớt, yêu cái đờ mờ. Đờ mờ, thằng già gato. Mày thích thông không? Có chết bố cũng đéo để mày thông. Đờ mờ, ý bố là cây thông. Lươn VKL. Mà mày tên gì? Dạ, tên Xanh ạ. Đờ mờ, dám nói tên cụ nội tao. What the fuck? Và là cụ. Bố hỏi lại, mày tên gì? Giống tên cụ nội bác. Hết lý do đánh bố rồi nhá. Ô, tao thấy con ruồi dưới cổ mày này. Đờ mờ bố quê. Vậy là ngày đầu tiên tuyệt vời cùng với anh bạn tù đã trôi qua. Trong tập sau, Xanh sẽ hồi tưởng lại những ngày trịch cô. À nhầm, học cùng với cô. Vì thế hãy ấn đăng ký Haichi TV để không bỏ lỡ nhé. Đừng quên like và share clip nếu bạn thấy nó hay. Xin chào và hẹn gặp lại.